Chào tất cả các anh em của BN Gaming. Mới đây trên các trang mạng đang rộ lên thông tin về việc Vinagame sẽ là nhà phát hành liên minh huyền thoại tốc chiến ở Việt Nam, khiến cho khá nhiều anh em thắc mắc cũng như đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề này. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Mình sẽ cùng anh em giải đáp những thắc mắc đấy trong video hôm nay. Năm 2019 là một năm bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của tựa game MOBA ăn khách bậc nhất thời điểm hiện tại, cũng trong sự kiện kỷ niệm 10 năm của mình. Riot Games cũng lên tiếng xác nhận về những thông tin chính thức về những tựa game sắp ra mắt trong thời gian sắp tới. Trong số các tựa game mới, có hai sản phẩm mới được những người hâm mộ vô cùng mong đợi là Liên minh huyền thoại tốc chiến và một tựa game riêng trên nền tảng di động cho chế độ Team Fantastic, đấu trường chân lý mobile. Khỏi phải bàn thì ngay lập tức hai sản phẩm nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng game thủ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện tại, cả hai phiên bản đăng ký trước trên các nền tảng ứng dụng được tải lên bởi Riot Games Việt Nam, nên nhiều game thủ dự đoán đấu trường chân lý mobile cũng như tốc chiến sẽ được đích thân Riot Games phát hành tại Việt Nam. Thế nhưng, mới đây nhất có một tin đồn rằng Vinagame sẽ là nhà phát hành đồng hành cùng Riot trong hai dự án mới này. Cùng với đó, những bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội cũng đang bắt đầu đề cập đến vấn đề này về khả năng rất cao Riot Games sẽ hợp tác với Vinagame để phát hành hoặc đồng phát hành cả ba sản phẩm chủ chốt này tại Việt Nam. Ngay bản thân Riot Games cũng có những lời khẳng định năm ăn năm thua về việc sẽ phát hành game tại Việt Nam. Bản thân là một nhà phát hành chưa có kinh nghiệm phát hành và vận hành tại thị trường Việt Nam, thường sẽ gặp những khó khăn trong việc đăng ký giấy phép phát hành và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tuân thủ theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đó là lý do mà nhiều nhà phát hành nước ngoài như Nexon, EGG đều lựa chọn bước đi cẩn thận là hợp tác với một nhà phát hành trong nước để phát hành sản phẩm của họ nhằm tránh những khúc mắc không đáng có. Và chính vì vậy, với những tựa game mới, rất có thể Riot Games cũng sẽ chọn phương án thông minh là hợp tác với một đơn vị trong nước để phát hành sản phẩm của họ. Những điều khoản trên link đăng ký trước của cả ba tựa game này đều xuất hiện nội dung như sau: Riot có toàn quyền sửa đổi phiên bản và nội dung trò chơi bất cứ khi nào sau thời điểm đăng ký sớm. Riot có toàn quyền trì hoãn hoặc hủy bỏ phát hành trò chơi mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì sau thời điểm đăng ký sớm. Và trò chơi có thể được phát hành bởi Riot Games, các công ty con của Riot Games hoặc bên thứ ba bất kỳ. Nếu như theo như đúng những gì mà Riot đã nhấn mạnh ở trên thì chỉ có hai công ty tại Việt Nam đủ khả năng để phát hành cả ba sản phẩm được xem là bom tấn này. Không ai khác chính là Vinagame và Garena. Tuy nhiên, khả năng cao Vinagame mới là nhà phát hành chiến thắng trong cuộc chiến này khi đến thời điểm hiện tại, Garena vẫn đang cho thấy một sự im lặng đến đáng sợ và thờ ơ trước bất kỳ thông tin nào liên quan đến những sản phẩm mobile của Riot Games. Và với việc loại bỏ hoàn toàn tài khoản của Garena trong việc đăng nhập các tựa game của mình như những gì đã làm với đấu trường chân lý mobile, thì đây được xem như một lời khẳng định gián tiếp của Riot Games về việc không lựa chọn Garena để hợp tác phát hành những tựa game của mình. Thế nhưng, đây chỉ dừng lại ở giả thuyết và nghi vấn, vì Riot là một công ty siêu khổng lồ có tiềm lực rất mạnh. Việc có thể phát hành 3 tựa game trên điện thoại tại một quốc gia và tự tay quản lý là một việc hết sức dễ dàng. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn nằm trong top đầu trong những quốc gia có nền eSports phát triển mạnh mẽ nhất. Và không dạy gì, Riot chia sẻ miếng bánh thị phần cực lớn ở mảng điện thoại cho bên thứ ba khác. Với thông tin này thì nhiều game thủ cho rằng họ sẽ không có ý định thử nếu như Vinagame tiếp tục là nhà phát hành đấu trường chân lý mobile. Rất nhiều người chơi đang tỏ ra lo sợ vì những sản phẩm của Vinagame thường xuyên có những lỗi nặng, hoặc bỏ rơi vào tình trạng hack tràn lan, hay thậm chí là bị game thủ đánh giá là hút máu. Thế nhưng, cần làm rõ một quan điểm rằng, dù như thế nào, thì Vinagame cũng chỉ là một bên thứ ba phát hành trò chơi điện tử mua bản quyền và chịu trách nhiệm chế tác và tiếp thị sản phẩm của họ sao cho phù hợp với văn hóa, tình hình chính trị xã hội của đất nước đó mà thôi. Vì vậy, cho dù là Vinagame hợp tác thì họ cũng chỉ có chịu trách nhiệm trong việc nghiên cứu tiếp thị và toàn bộ khía cạnh của quảng cáo. Không hề có chuyện Vinagame sẽ động vào được đứa con cưng của Riot nếu không được sự cho phép. Nếu có tình trạng hút máu, lỗi game hay hack cheat xảy ra cũng không có hẳn là do Vinagame mà là từ nhà phát triển. Nên anh em cũng đừng quá lo lắng, vì nếu như Vinagame có phát hành, bạn cũng sẽ chơi một tựa game do Riot phát triển và chỉnh sửa mà thôi. Và tất nhiên, vẫn sẽ phải chờ đợi sự xác nhận đến từ cả hai phía là Riot Games, Vinagame hoặc một công ty phát hành game trong nước nào đó đủ kinh nghiệm, khả năng để có thể đấu thầu được ba dự án bom tấn này. Với việc mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thì có vẻ như Vinagame không ngán những thử thách này cho lắm. Hãy cùng chờ đợi thử xem kịch hay vẫn còn ở đằng sau nha anh em. Còn anh em nghĩ sao về việc Riot hoặc bên thứ ba sẽ là nhà phát hành? Hãy để lại những ý kiến của anh em dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ đấu trường chân lý mobile và liên minh huyền thoại tốc chiến nhé. Tạm biệt anh em.